Trong biến cố Phật đản miền Trung xảy ra vào giữa năm 1963, Ngô Đình Nhu đã tung lực lượng đặc biệt của Lê Quang Tung, chấn áp thô bạo dã man tín đồ biểu tình, tấn công các cơ sở Phật giáo, tấn công chùa xá lợi vào ngày 21 tháng 8 năm 1963 gây phẫn nộ dư luận quốc tế. Song song đó, một kế hoạch khác do Ngô Đình Nhu soạn thảo giao cho Lê Quang Tung, thực hiện là sử dụng lực lượng đặc biệt cải trang tiếp cận tòa đại sứ Mỹ phóng hỏa gây rối loạn an ninh rồi ám sát đại sứ Henrika nuôi ong tay áo, khi viện trợ ngân khoản vô hạn mức cho lực lượng đặc biệt. Vì vậy, ngày 19 tháng 10 năm 1963, tướng Hatkin chỉ huy trưởng bộ chỉ huy viện trợ quân sự Mỹ, tại Việt Nam chính thức thông báo cho diện biết ngân khoản Hoa Kỳ, dành cho lực lượng đặc biệt Việt Nam Cộng Hòa, bị cắt. Mỹ mượn cớ vụ nhu có kế hoạch ám sát đại sứ Mỹ, để cắt viện trợ lực lương đặc biệt và khi lucien khô nền bắt đầu soạn thảo kế hoạch đảo chính ngô đình diệm dòng đầu tiên được viết bằng mực đỏ phải giết lê quang tung họ e ngại nếu còn sống lê quang tung sẽ tung hê những thông tin tối mật về lực lượng đặc biệt vì vậy hơn cả đám quân nhân đảo chính cia muốn lê quang tung phải chết ngay khi chế độ ngô đình diệm không tồn tại để giết gọn nhân vật đáng gờm này đồng thời vô hiệu hóa lực lượng đặc biệt lucien khô nền đề nghị các tướng lĩnh đảo chính đã phải thực hiện mật kế điệu hổ Ly Sơn. Từ mật kế này, vào ngày 28 tháng 10 năm 1963, Trần Thiện Khiêm gửi một bản báo cáo đến Ngô Đình Diệm, cho biết lực lượng tình báo phát hiện có một nhóm lực lượng giải phóng quân chính quy xuất hiện ở khu vực Hố Bò, Củ Chi. Với bản báo cáo giỏm đó, Trần Thiện Khiêm có lý do điều hết lực lượng cơ hữu của lực lượng đặc biệt thực hiện cuộc hành quân truy lùng. Với lý do bảo vệ thủ đô Sài Gòn, Trần Thiện Khiêm đã điều động một lực lượng quân sự có mật danh là Chiến đoàn Vạn Kiếp, đóng quân bao quanh khu vực Bắc ngoại thành. Lực lượng này được báo cáo với Diệm là một đơn vị của sư đoàn 5 bộ binh. Lúc 7 giờ sáng ngày 1 tháng 11 năm 1963, đại úy Phạm Bá Hoa tránh văn phòng của tướng Trần Thiện Khiêm, nhận được hai danh sách liệt kê các nhân vật quan trọng phải mời cho bằng được đến bộ tổng tham mưu họp. Những nhân vật trong danh sách này đều thuộc cánh trung thành với Ngô Đình Diệm sẽ bị câu lưu tại phòng số 1, hạn định thời gian chậm nhất là 1 giờ trưa. Một danh sách khác gồm những người thuộc phe ủng hộ đảo tránh được mời đến dùng cơm trưa, tại câu lạc bộ bộ tổng tham mưu lúc 12 giờ. Từ sáng sớm ngày định mệnh, Tôn Thất Đính đã gọi điện cho Lê Quang Tung, trò chuyện để thăm dò xem ông ta có mặt ở bộ chỉ huy lực lượng đặc biệt, hay không. Khoảng 11 giờ, xác định Lê Quang Tung đang thư giãn ở nhà, Trần Thiện Khiêm Đích Thân gọi điện mời đến bộ tổng tham mưu họp khẩn. Về vấn đề an ninh quốc gia, Lê Quang Tung hoàn toàn không nghi ngờ, đã cùng tài xế lái chiếc xe du lịch chắc sông đến bộ tổng tham mưu. Đến một giờ trưa, hầu hết các tướng tá đảo chính cùng với những người trung thành nhất của Ngô Đình Diệm đã có mặt đông đủ tại phòng họp số 1 bộ tổng tham mưu. Tướng Dương Văn Minh và tướng Trần Văn Đôn cùng bước vào phòng họp, quát lớn, hội đồng tướng lĩnh quyết định lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm. Ai không đồng ý hợp tác đứng lên? Có 5 người đứng bật lên gồm. Đại tá Lê Quang Tung tư lệnh lực lượng đặc biệt, Trung tá Nguyễn Ngọc Khôi, tư lệnh liên binh phòng vệ phủ tổng thống, Thiếu tá Nguyễn Đức Xích, tỉnh trưởng gia định, Trần Văn Tư giám đốc nha cảnh sát Đô Thành, đại tá Cao Văn Viên tư lệnh lữ đoàn dù. Một nhân chứng sống, đã từng là sĩ quan quân cảnh có mặt trong buổi họp đầy mùi từ khí đó, hiện đang định cư tại California kể, lúc đầu ông Cao Văn Viên đứng lên để phản đối đảo chính nhưng khi nhìn quanh chỉ thấy có bốn người, ông ta đã nhanh trí nói, tôi không chống đối việc đảo chính nhưng là một quân nhân tôi không tham gia chính trị, xin được đứng ngoài. Dứt lời, ông ta ngồi xuống. Thế là chỉ còn bốn người đứng. Thấy viên ngồi xuống, Lê Quang Tung vẫn trợn mắt quát, tụi bay đeo lon, mặc áo, thụ hưởng phú quý, lại lục để được Tổng thống Diệm ban ơn mà nay lại dở trò bất nhân bất nghĩa. Tung chưa dứt câu đã bị đại úy Nguyễn Văn Nhung kẻ vai, khóa tay lôi sỉnh ra khỏi phòng họp. Một nhóm quân cảnh khác cưỡng bức ba người còn lại đi theo đại úy Nhung. Những người chứng kiến xanh xám mặt mày. Không khí trong phòng họp trở nên im ắng như đáy mồ. Thiếu tá Lê Quang Triệu phó tham mưu hành quân và tiếp vận lực lượng đặc biệt là em ruột của Tung, đang ở căn cứ Long Thành nghe tin anh mình bị bắt, đã cùng với Trung úy Lê Văn Hành tránh văn phòng của Lê Quang Tung, tức tốc đi thẳng vào bộ tổng tham mưu để hỏi thăm tin tức, cũng bị giữ lại. Trung tá Phạm Bá Kỳ trưởng phòng 3 của Liên đoàn 77 lực lượng đặc biệt nghe tin đã dẫn một tiểu đội sông vào bộ tổng tham mưu, cũng bị tước vũ khí đẩy vào phòng giam. Cùng lúc đó, cuộc đảo chính bùng nổ. Đến 10 giờ tối, một nhóm quân cảnh còng tay những người bị giam đưa, lên xe vận tải bộ binh chạy thẳng đến khám trí hòa giam giữ. Riêng hai anh em Lê Quang Tung và Lê Quang Triệu bị đẩy vào một chiếc xe cứu thương của quân đội chiếc xe chạy về hướng cổng sau của bộ tổng tham mưu. Đại úy Nguyễn Văn Nhung được lệnh đi theo chiếc xe này. Khi chiếc xe cứu thương chạy ra khỏi cổng sau của bộ tổng tham mưu, đến đoạn đường vắng của nghĩa địa Bắc Việt tương tế, Nhung ra lệnh cho xe dừng lại rồi dùng báng súng thúc mạnh vào be sườn Lê Quang Tung, bảo xuống xe. Lê Quang Tung thét, các anh định làm gì tôi? Nhung chẳng nói chẳng rằng rút lưỡi lê đâm tới tấp khiến tung gục chết tại chỗ sau đó, nhung cùng một một quân cảnh khác lôi cổ triệu xuống xe đâm tới tấp cho đến chết. khi cả hai anh em tung, triệu đã chết nhưng ra lệnh vùi xác vào một đống rác. kết thúc đảo chính, thân nhân của tung và triệu men theo lời kể của các nhân chứng vào nghĩa trang tìm thi thể để an táng. tuy nhiên, những con chó hoang đã tha mất thi thể của hai người. lê quang tung chết, toàn bộ kế hoạch xâm nhập miền bắc của tung phải dừng lại. những toán gián điệp của tung được quân đảo chính sàng lọc kỹ. Một số bị điều chuyển về các đơn vị thuần chiến đấu, một số bị đuổi ra khỏi quân đội, một số bị Mỹ tiếp tục tung ra miền Bắc để bị bắt. Người thứ hai nằm trong danh sách phải chết của kế hoạch đảo chính Ngô Đình Diệm là Hồ Tấn Quyền tư lệnh hải quân, một binh chủng hoạt động dưới nước, không liên quan đến vụ đảo chính xảy ra trên bộ. Tuy nhiên, ông ta trực tiếp chỉ huy một lực lượng mà không có cách nào quản lý. Vì vậy, ông ta phải chết. Hồ Tấn Quyền sinh ngày 1 tháng 11. 1927 tại Đà Nẵng, là một trong những người Việt Nam được quân đội Pháp đào tạo sĩ quan hải quân bài bản đầu tiên tại miền Nam Việt Nam. Theo hồ sơ lưu trữ, thì ông ta học khóa một sĩ quan chỉ huy hải quân tại Nha Trang. Khóa này chỉ đào tạo 9 sinh viên sĩ quan gồm 6 sĩ quan ngành chỉ huy và 3 sĩ quan ngành cơ khí. Sau khi kết thúc được thực tập trên các chiến hạm và hải đoàn Pháp, ngày 1 tháng 10 năm 1952, ông ta tốt nghiệp với cấp bậc thiếu úy hải quân. Bảy năm sau, ngày 6 tháng 8 năm 1959, ông ta đã leo lên vị trí tư lệnh Hải quân. Xem ra con đường thăng tiến của ông ta nhanh như vũ bão. Trước khi cuốn cờ rút quân về nước, theo sự thỏa thuận với Mỹ, ngày 20 tháng 8 năm 1955, quân Pháp đã để lại lực lượng Hải quân cho chính quyền bù nhìn Bảo Đại. Hồ Tấn Quyền, sĩ quan Hải quân Pháp trở thành Hồ Tấn Quyền sĩ quan quốc gia Việt Nam. Khi diệm hất Bảo Đại văng khỏi chính trường miền Nam Việt Nam, Hồ Tấn Quyền trở thành phó tư lệnh Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Hai năm sau, Hồ Tấn Quyền được diệm giao chức tư lệnh Hải quân. Mặc dù thể chế chính trị được thay đổi từ quốc gia Việt Nam sang Việt Nam Cộng Hòa nhưng quân sự Việt Nam Cộng Hòa vẫn công nhận tiền thân Hải quân là Hải quân Quốc gia Việt Nam. Vì vậy Đại tá Lê Quang Mỹ được xem là là tư lệnh Hải quân đầu tiên của Hải quân và Hồ Quấn Quyền là viên tư lệnh thứ ba của lực lượng này vào năm 1959 kể từ khi được ngô đình diệm trao quyền chỉ huy lực lượng hải quân ông ta đã cải tổ và thành lập nhiều đơn vị mới ông ta được diệm ca ngợi như một hiện tượng sáng trói của chế độ thật ra để có con đường thăng tiến nhanh không ít lần ông quyền đã phải mọc đầu gập cổ trước bạo chúa miền trung ngô đình cẩn để gia nhập đảng cần lao nhờ biết nâng bi cậu út cẩn nên hồ tấn quyền được xem là đảng viên trung kiên của cần lao và là tôi tới trung thành của gia đình họ ngô đình sau khi bội ước, cháo trở hất bảo đại để leo lên ghế tổng thống, Diệm đã liên tục thăng cấp để trao quyền chỉ huy hải quân cho Hồ Tấn Quyền. Đặc biệt, Hồ Tấn Quyền còn được Diệm trao quyền chỉ huy trực tiếp một lực lượng hải quân hoạt động bí mật, đó là biệt đội người nhái. Vào tháng 7/1960, Hồ Tấn Quyền đích thân tuyển chọn 8 thuộc hạ đưa sang Cao Sùng, ở Đài Loan để thụ huấn nghiệp vụ thợ lặn do lực lượng hải quân Đài Loan huấn luyện. Năm tháng sau, 8 thợ lặn này trở thành huấn luyện viên đặc biệt tại bộ tham mưu hải quân việt nam cộng hòa nhiệm vụ đầu tiên của toán người này là đi khắp các đơn vị hải quân tuyển chọn nhân sự để thành lập một biệt đội có cái tên rất dân dã này tân sinh biệt đội người nhái được đưa ra vùng biển vũng tàu huấn luyện những kỹ năng đột nhập ám sát và phá hoại kẻ duy nhất nắm rõ mọi hoạt động của biệt đội người nhái là ngô đình nhu và hồ tấn quyền cia rất bực bội vì không nắm được hoạt động của toán người nhái này trong thời điểm các lực lượng biệt kích do lê quang tung và mỹ đưa ra miền bắc phá hoại một toán biệt đội người nhái cũng được ngô đình nhu bí mật đưa ra phía bắc để thử nghiệm toán này do lê văn kinh chỉ huy nhiệm vụ của họ là đặt mình phá hủy một số tàu thuyền đánh cá của ngư dân xui cho chúng khi ra đến nơi chưa kịp hành động gì thì đã bị dân quân của ta bắt gọn nằm ngoài sự kiểm soát của mỹ nên biệt đội người nhái này sẽ trở thành mối hiểm họa nếu chế độ ngô đình diệm không tồn tại nữa. Đó là lý do cố vấn CIA đã liệt hồ tấn quyền vào danh sách ưu tiên chết trong cuộc đảo chính đẫm máu. Sau khi Diệm bị giết, Mỹ mới cho phép Việt Nam Cộng Hòa thành lập chính thức và huấn luyện lực lượng người nhái biệt đội hải kích, đầu tiên với 41 người đóng quân tại Nha Trang, vào cuối năm 1963. Từ trước đến nay, nhiều người truyền tay nhau câu chuyện cái chết của Hồ Tấn Quyền trong cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963 rất oanh liệt. Theo đó thì, khi cuộc đảo chính nổ ra, đại úy Nguyễn Kim Hương Giang cùng với vài sĩ quan đi xe đến tận tư dinh của đại tá Quyền để bắt sống. Đại úy Giang vừa đến nơi thì thấy Quyền lái xe trách sông vừa chạy ra ra khỏi cổng. Đại úy Giang đã cho xe jeep rượt đuổi theo. Mặc dù bị truy sát gắt gao, nhưng ông Quyền vẫn điềm tĩnh lái xe về hướng một đơn vị quân sự ở biên hòa để tập hợp lực lượng chống đảo chính. Khi đến Thủ Đức, ông bị Giang đuổi kịp, bắn chết. Sự thật không đúng như vậy. Khi bị giết, Hồ Tấn Quyền hoàn toàn không hay biết gì về cuộc đảo chính sắp xảy ra, thậm chí không biết lý do mình bị giết. Theo tài liệu giải mật của CIA, nhóm sĩ quan đảo chính đã soạn thảo riêng một kế hoạch dành cho số phận Hồ Tấn Quyền, từ những ngày giữa tháng 10 năm 1963, tức trước khi khởi sự đảo chính nửa tháng, họ giao cho trung tá Trung Tấn Cang, chỉ huy trưởng lực lượng giang thuyền đảm nhận nhiệm vụ tiêu diệt Hồ Tấn Quyền. Khi được giao nhiệm vụ, Trung Tấn Cang móc nối với Thiếu tá Trương Ngọc Lực, chỉ huy lực lượng hải quân vùng ba sông Ngòi và Đại úy Nguyễn Kim Hương Giang, chỉ huy trưởng Giang đoàn 24. Cả hai đều được Hồ Tấn Quyền xem là thuộc hạ thân tín. Lực và Giang là kẻ nợ ân nghĩa với Hồ Tấn Quyền rất nhiều. Trương Ngọc Lực vừa được Hồ Tấn Quyền, thăng từ hàm Đại úy lên Thiếu tá trước đó 5 ngày. Còn Nguyễn Kim Hương Giang trước kia là sĩ quan thuộc lực lượng thủy quân lục chiến, vốn là một đơn vị dễ chết thuộc quyền của hồ tấn quyền vốn sợ chết hương giang luôn tìm cách xin về đơn vị an toàn thời may vợ của giang tình cờ quen vợ của hồ tấn quyền trong một chuyến làm công tác từ thiện vợ của giang tận dụng cơ hội đút lót một mớ tiền và năn nỉ vợ hồ tấn quyền xin giang về hải quân nghe lời vợ hồ tấn quyền rút giang từ thủy quân lục chiến về hải quân nhóm đảo chính tận dụng sự thân tình của lực và giang để thực hiện kế điệu hồ ly sơn mời Hồ Tấn Quyền ra khỏi bộ tư lệnh hải quân rồi hạ sát. Sáng sớm ngày 1 tháng 11 năm 1963, khi lực lượng đảo chính chưa khai hỏa, thiếu tá Trương Ngọc Lực và đại úy Nguyễn Kim Hương Giang mặc thường phục đến tận sân mời Hồ Tấn Quyền đi biên hòa với lý do họ đã tổ chức tiệc mừng sinh nhật lần thứ 36 cho Hồ Tấn Quyền tại đó để trả ơn. Lúc đầu, Hồ Tấn Quyền từ chối nhưng do có chủ đích nên lực và giang cứ cày cục năn nỉ. Thấy đệ tử quá sốt sắng, Hồ Tấn Quyền không đành lòng từ chối. Ông ta lấy chiếc xe du lịch si chôn không phải trách sông như đồn đoán, đích thân cầm lái chở hai kẻ đồ tể đi mà không hề biết đang đi vào tử lộ. Trương Ngọc Lực ngồi cạnh Hồ Tấn Quyền ở ghế trước và Nguyễn Kim Hương Giang ngồi ghế sau. Xe vừa đến khu vực vắng ở thủ Đức, Trương Ngọc Lực bất ngờ rút dao đâm thẳng vào ngực Đại Tá Quyền. Do run tay, con dao đâm sượt cánh tay của Hồ Tấn Quyền. Vốn là con nhà võ, hồ tấn quyền nhanh như cắt đánh mạnh tay lái đồng thời khóa tay thiếu tá lực đoạt được con dao cả hai nhì nhằng nhau ở ghế trước ngồi phía sau đại úy giang ung dung rút súng ngắn dí sát đầu ông quyền xiết cò viên đại tá đầy quyền lực đổ gục xuống chết ngay tại chỗ để chắc ăn giang còn bồi thêm một phát vào sau lưng nơi vùng tim nạn nhân đúng lúc đó một chiếc xe jeep xuất hiện hai sát thủ vất bừa xác đại tá quyền vào cốp xe si chôn rồi nhanh chóng lên chiếc xe jeep trở về Sài Gòn. Sau đó, một nhóm quân nhân được lệnh đến hiện trường đưa thi thể Hồ Tấn Quyền về nhà chứa xác ở Tổng Y viện Cộng Hòa, nay là Bệnh viện 175 ở Gò Vấp. Khi ông Quyền bị giết, người vợ đang đi học giải phẫu thẩm mỹ ở nước ngoài. Người ta chỉ thông báo cho bà biết ông Quyền bị thương nặng. Về đến Sài Gòn, Lực và Giang ném bỏ bộ thường phục với máu, thay quân phục hải quân vào rồi đi đón đoàn xe vận tải quân xa chở hai đại đội tân binh do đại tá đỗ kiến nhiễu chỉ huy đang từ trung tâm huấn luyện quang trung tiến chiếm bộ tư lệnh hải quân nhờ hai bộ quân phục sĩ quan hải quân của lực và giang mà đoàn tân binh dễ dàng xâm nhập bộ tư lệnh hải quân ngay khi xâm nhập thành công giang chỉ huy đám tân binh bất ngờ và em thấm chiếm lĩnh các vị trí trọng yếu trong khu vực trong súng ra lệnh binh sĩ hải quân hạ súng đầu hàng trong khi đó Lực đến phòng tham mưu tư lệnh hải quân khống chế trung tá Đặng Cao Thăng, tham mưu trưởng hải quân để lục tìm hồ sơ biệt đội người nhái. Tuy nhiên, hồ sơ biệt đội này luôn nằm trong cặp của Ngô Đình Nhu, và Nhu đã tiêu hủy hồ sơ trước khi rời khỏi phủ tổng thống vào khuya ngày 2 tháng 11 năm 1963. Cuộc đảo chính tại Bộ Tư lệnh Hải quân thành công. Lúc 13 giờ 30 phút, trung tá Trung Tấn Cang đến tiếp nhận vai trò chỉ huy lực lượng hải quân kết thúc đảo chính trung tá cang được thăng đại tá thiếu tá lực được thăng trung tá và đại úy giang được thăng thiếu tá biệt đội người nhái của hồ tấn quyền trở thành bóng ma không hồ sơ ngày đám ma hồ tấn quyền đám người nhái đến trước quan tài đốt nhang khấn sẽ trả thù cho hồ tấn quyền nghe tin lực và giang nháo nhào đến gặp dương văn minh xin được xử lý nhóm người nhái này tuy nhiên khi lực kéo quân đến nơi nhóm người nhái đã kịp biến mất lo sợ bị tàn quân người nhái trả thù lực xin dương văn minh đi làm tùy viên quân sự đại sứ quán ở thái lan sau khi cướp quyền lực từ tay dương văn minh quốc trưởng nguyễn khánh triệu hồi lực về sài gòn sợ bị trả thù lực cởi bỏ quân phục trốn ra ngoài làm việc kiều lậu vẫn lo sợ bị ám hại ông lực trốn qua campuchia cư trú một thời gian rồi sang pháp định cư nỗi sợ hãi bị ám sát đeo đẳng mãi khiến ông bị điên ông ta chết đau đớn trong một viện tâm thần ở pháp còn Hương Giang thì xin ra duyên khu hải quân ở đảo Phú Quốc làm cố vấn. Sau năm 1975 ông định cư một cách âm thầm ở California. Cuộc đảo chính quân quốc gia chiến thắng quân Việt Nam Cộng hòa đã khiến 20 người chết và 145 người bị thương, kể cả số thường dân bị vạ lây. Việc đưa hai Lê Quang Tung và Hồ Tấn Quyền vào kịch bản đảo chính đã chứng minh rằng CIA đã quyết tâm xóa sạch tất cả những gì thuộc về Ngô Đình Diệm, một chính quyền do chính CIA dựng lên.